Ngày 12 tháng 2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ngăn chặn kịp thời bắt hàng chục quái xế tụ tập đua xe trái phép. Theo đó, hàng trăm quái xế từ các tỉnh như Tiền Giang, Long An, Bến Tre lập nhóm kín trên mạng xã hội hẹn nhau tổ chức đua kéo xe trái phép vào tối ngày 11 tháng 2 và rạng sáng ngày 12 tháng 2. Nhóm quái xế này cho người cảnh giới trước trụ sở công an nhằm báo động cho các tay đua. Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã phân công nhiều cán bộ chiến sĩ phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Châu Thành lên phương án chốt chặn. Đến 22 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2, các nhóm quái xế đã tụ tập quanh quốc lộ 1 đoạn thuộc xã Long Hưng, huyện Châu Thành để chuẩn bị đua. Khi thấy cảnh sát, nhiều quái xế bỏ chạy vào các đường nhánh, vườn cây của nhà dân để trốn. Nhiều quái xế manh động đâm va vào các chiến sĩ làm nhiệm vụ hoặc bỏ xe chạy trốn. Lực lượng đã bắt giữ 44 người, cả nam và nữ. Qua kiểm tra, công an thu giữ 43 xe máy, trong đó có nhiều xe cọp và hầu hết các xe đã thay đổi kết cấu hình dáng nhằm phục vụ mục đích đua xe. Theo cơ quan công an, bước đầu qua làm việc, những quái xế đã thừa nhận mục đích đua xe để so kè tốc độ và quảng cáo lò đổ xe của các nhóm với nhau.